Bà già, chào Ngọc Nhiên. Dạ con chào cô. Biết con lâu rồi nhưng mà không có móc nối con, sau này mới móc nối con. Cũng theo dõi cái diễn đàn của con nhiều lắm. Dạ. Ok, cô thì không nói về chính trị, Dạ. cô không thích chính trị trên em gì hết, Dạ. xã hội thôi. Thì riêng cô á, thì cô qua đất Mỹ này 46 năm rồi, Dạ. hồi năm 1971. Dạ. Ok, và cô cũng nhìn về đất nước quê hương rất là phát triển, Dạ. thì cô cũng rất là vui. Dạ. Rồi nói thật với con là cô chưa có về Việt Nam Dạ. vì công ăn chuyện làm của cô phải ở bên đây luôn đó, thành ra cô không có về, chưa có về. Cho con Nhưng hỏi ha, cô mà qua. cô luôn Cô luôn lúc qua cho con nào hỏi. À, con nghe tiếng cô qua là người miền Nam hả cô? đúng rồi, miền Nam, Dạ, cho con hỏi. Con thấy tiếng đúng. cô miền Nam nó gần gũi với con lắm. À, cô ở tỉnh hay là cô ở trên thành phố không? Hồi trước thì bên nội thì ở miền Tây, nhưng mà cô phải giờ về ở Sài Gòn. Dạ, cho con hỏi cô nè. Dạ À, thì dạ 46 năm qua cô đi đi làm ăn bên 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 bên, bên nước Mỹ á cô. cô đi du lịch, Dạ. à xin lỗi, đi du Đi học. du học ở bên Mỹ cô làm ở bển. Nhưng mà khi cô đi qua bển rồi lúc đó đi du học ở bển làm ăn luôn nhưng mà ba mẹ cô ở bên 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 Việt Nam còn rồi cô có bảo lãnh đi bển không hay là còn trong Việt Nam cô? À không, còn để lại hết bên Việt À, Nam. sao ba mẹ còn mà cô không không về thăm mẹ cô Hoa? À, mẹ thì có chồng khác. Dạ. Thì lúc ba cô chết thì cô được một tháng, Dạ. hồi lúc phong trào Việt Minh á, Dạ. rồi về ở với ngoại, Dạ. thành ra có ở với cha dượng, và nhưng mà cô không có bảo lãnh ai hết á. Rồi cô hôm nay có cái diễn đàn này cô có cái gì chia sẻ con không? Thì mỗi người có một cái ý kiến cũng rất là hay. Thì Lợi Minh nói cũng đúng, và Huy như Duy Hoàng nói cũng đúng, thì mỗi người có một cách đúng riêng, nhưng cũng có một phần đúng trong đó và một phần không đúng, thấy không? Tự vì theo câu nhận xét đó, thì Huy Hoàng nói chính xác hơn, thì đất Mỹ này nó cũng có người nghèo, đúng, có người nghèo người giàu. Còn cái sự mà phát ăn đó là con thấy đó là lễ tạ ơn của Mỹ và lễ Noel. Rồi còn những người mà sống về nghèo đó thì họ có cái chương trình ở trong nhà thờ đó, họ họ phát cho đồ ăn đồ đó. Còn nói mà 1.000 một tháng mà lãnh về tiền già đó, Dạ. tùy theo tiểu bang, tùy theo thành Dạ. phố, có chỗ cũng không sống nổi và cũng phải nhờ chính phủ giúp một phần nào Dạ. đó, tự vì tiền nhà, tiền cửa, tiền nước, tiền điện đồ. Và có thể nhiều khi con ở trong một cái chỗ nào nó kêu là housing đó, rồi thí dụ con lãnh 1.000 đi thì con trả là 100 hay 50 gì tiền nhà Dạ. hay là cái gì đó tùy theo. Tự vì nó mặc dầu ở đất Mỹ này nhưng mà mỗi chỗ nó mỗi khác, như là có người họ làm 3.000 một tháng không đủ sống con đó, rồi có người có chỗ ở 3.000 một tháng đủ sống dư, tùy theo tùy theo thành phố, tùy theo tiểu bang nữa con À, cho con hỏi cô hai đó. con đã con hiểu rồi hai anh thì nói rồi cô góp ý nữa là con hiểu cái bằng đó. À, cô Hai cho con hỏi nè. À, thì đã qua 46 năm cô không về nước thì con mong một ngày nào đó cô về nước thăm con gái đi. Ê, cô cũng rất cảm ơn con, nhưng mà tự vì công ăn chuyện làm của cô thành ra cô cũng không biết nữa, có thể là cô vĩnh viễn cô không về luôn, Sao cô không về, sự hiểu biết của sao cô cô. không về Việt Nam, về đất nước Việt Nam hiện nay bây giờ á, anh Duy Hoàng nãy cũng có nói Cô đất nước Việt Nam hiện nay giờ nó biết, biển rồi cô biết, cô. cô có theo dõi thấy không, biết, cô biết trong gia đình cô còn bên Việt Nam Dạ. mà, cô biết đời sống sao, cô biết hết á, cô theo dõi mà đó. Nhưng mà về thì điều đó cô không dám hứa, Nó nghe con thì cũng rất con nói cô nghe. cô cũng rất muốn về lắm. Dạ. Con nói cái câu này nè. Con á, thì cái tánh con gái á, là à, già xưa như thế kiểu này nè con ước mơ nữa sau này con lớn tuổi như cô á là
sau này lớn tuổi rồi con đi chùa, đi chiền, rồi đi tám với những cô bà, những chị em cùng lứa tuổi như cỡ tuổi cô á, mình tán hàng xóm, rồi mình rồi tập thể dục độ như là không khí ở miền quê mình đó cô, ăn những món ngon miền quê, con thích như vậy đó. Dạ Đúng rồi, cô cũng thích miền con cũng quê nữa, mời đúng, cô cô về. thích ở Dạ quê lắm. Dạ. Yeah. Cô thích ở quê lắm, nhưng mà bên Mỹ này buồng hiu quạnh lắm cô. Nhà ai để ở à? dạ Đó. dạ Thành ra có đôi tự vì cô cũng có đôi lên một cái ít diễn đàn của những người đó, nhưng mà cũng bị họ chụp mũ là tào lơ tào la, họ chửi bới tùm lum la hết á, nhưng mà đối với cô không thành vấn đề. Rồi cộng sản nằm dùng rồi cái gì tùm lum tào la hết. Đó rồi xin lỗi con nha, đi làm tiền làm gì này nọ kia tùm lum hết á, nhưng mà đối với cô không thành vấn đề, thấy không? Thì cô cũng rất rất là vui là khi được thấy nhìn đất nước được càng phát triển, mặc dù cô không về nhưng cô cũng theo dõi chứ không phải cô không theo dõi À, cô đó. Hà, cô lên chương trình con rất là cảm ơn cô. Dạ cho con trước nhất là con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ Thì lúc con nào thì cũng cảm ơn con có câu hỏi gì hỏi thì cô có trả lời với khả năng của cô, nhưng giờ chính trị là không có dạ nha. con không hỏi về chính trị, tại vì con muốn cái đất nước con Dạ. so sánh là hiện nay các bạn ở bển là so sánh với đất nước mình và đất nước ở Việt Nam, thì con cũng hỏi cái anh Di Hoàng hồi nãy là các bạn bây giờ con không nói gì về các bạn bên hải ngoại á, là nói là Việt Nam ăn chất độc hại lắm, mà con cũng cũng đọc báo đọc sách, rồi con cũng tìm trên YouTube, con cũng tìm trên Google, thì con hỏi là đất nước Mỹ rất là cũng bị ung thư cùng đứng đầu trên trên toàn thế giới luôn, mà tại sao các bạn không không nói mà các bạn cứ nói trong đất nước Việt Nam đó, thì con cũng hỏi anh Duy Hoàng và anh Long Minh cũng nói đất nước Mỹ cũng bị ung thư như vậy. Đúng rồi, Dạ. cũng có. Nhưng mà ở đất Mỹ này nó hơn một cái là khi người bệnh á, thì nếu con nghèo á, thì chính phủ nó cũng giúp, nó cũng cứu con, nó không để nằm la nằm liệt. Dạ. Ok, và không cần phải mà bán tài sản mà những cái gì con có. Cô Hoa cho con nói lời này là lời chân tình của con nha. Cái này con thấy sao con nói vậy mà con từng quay phim rồi. Cái này là con góp ý là con nói thật nha. Ở trong nước mình hiện nay bây giờ cũng là có những nhà từ thiện, có bà con, có nhà nước rất là quan tâm đến những bà con nghèo, cũng như là con này ha. Những bà con nghèo thì ở quê con là một cái huyện là cũng là được 4-5 xe cấp cứu để dành chở cho bà con đi. Thì những cái tiền đó đó là những cái nhà mà họ gọi là từ thiện đó đó, đó cô qua thì đi xin từ nhà những lòng hảo tâm mới cho tiền, nó mới đổ dầu vô xe đó thì chở bà con đi từ vừa bệnh viện tỉnh, bệnh viện thành phố đó. Con cũng báo cáo với cô là như vậy nữa nào, ở trong nước mình á, rồi xong xe có hư thì bà con cô bác và nhà nước mình có thiếu tiền thì cơ quan nhà nước mình huyện nó cũng có góp tiền vô sửa xe để cho bà con đi. Cái đó là con nói có sự thật. Rồi gì nữa nè con, là những ở quê con á, bà ở miền Tây thôi chứ con không nói trên thành thị nha, thì những cái cây cồng ở quê mình gọi là những cây cồng cây gáo đồ đó cô, có đầu mình cho nhà này mình cho từ thiện thì từ thiện cưa ra rồi cũng cắt nhà cho bà con nghèo, rồi góp tiền người 500 200 cũng cắt nhà cho bà con nghèo. Hiện nay giờ ở Việt Nam mình đó bà con rất là ổn định lắm, con nói là những lời con gái cô nói là nói sự thật, nói bằng cái tâm. Bởi vì chỗ đó những bạn bên hải ngoại nói như vậy là con rất là buồn, các bạn không hiểu gì cái đất nước, không có hiểu gì trong nước. Nhưng mà cô Dạ. thấy, xin lỗi con nha, cô gắt lời con. Cô thấy là nhà thương người ta nằm la liệt mà. Dạ. Ở nhà thương để con nói cho cô nghe nè. Ở ngoài Sài Gòn á. Khổ lắm. Khổ dữ lắm. Cứ bà con á ở dưới quê này nè. Cô thấy ha, để ngày mai con đi lại bệnh viện gần nhà con, bệnh viện huyện thôi. Nó trống lỏng mà. Ở dưới quê mình có cái buông ra cái đó, đi lên thành phố là trị bệnh. Ở dưới quê mình thì cô không biết ở vùng quê rồi cái buông ra cái tôi đi lên thành phố trị bệnh, mà ở huyện mình cũng hay cũng có bác sĩ Đó dồn về đó. rồi cái từ ở đâu cũng dồn về Ok. dồn về bệnh viện. Con giải đáp điều đó thì cô cũng nghĩ là đúng. Yeah. Ok, nhưng có một lần cô bạn của cô đi
về Việt Nam á, ăn đồ bị ngộ độc á, mà đi vô nằm nhà thương á, không có một viên thuốc, không có gì hết trơn, bác sĩ không có, mà kêu bắt đóng tiền phí này nọ kia thì bà ta mới nói không cho một viên thuốc, không bác sĩ vào lợi hết, mà đòi cứ đóng tiền, rồi bà ta ở 2 ngày, rồi bà ta đi đi bà ta đòi bà ta đi ra thì cái y tá mới nói rằng bác sĩ phải ký giấy đó, rồi bà ta nói tôi ký một mình luôn, tôi ra luôn À, đó. con nói Thì một con nói nhăn điều lại con đó thằng này thì nè, con biết sao con nói vậy nè, chính con gái của con là 15 16 tháng đang nằm bệnh viện, chính con gái của con nha đang nằm bệnh viện cách đây tháng thôi, là con đòi xuất viện bác sĩ không cho, em đi về cho con, em về em phải ký giấy tôi mới cho về, tôi đang theo dõi con em đặng chị hết bệnh cho con em tôi mới cho về đó. Rồi rồi là cái đó là sự thật ở trong đất nước. Còn những người mà nói chuyện với cô, nhiều khi bạn của cô á, thấy cô bên nước ngoài không hiểu gì, không thấy gì trong đất nước, thì người ta giả bộ người ta làm như vậy ăn chi đặng xin tiền cô. Cái đó là con nói sự thật, nó nhiều cái giả dối lắm cô. Sống ở Không đời có đâu, không, bà này không có kiếm tiền vậy đó, không có đâu, không, không bà này bà nói sự thật chứ không có kiếm tiền đó, không có, nó không có vu khống đâu, đó là sự thật. Rồi bà mới nói rằng nếu mà ở vậy thì ở hotel xứng hơn, và tại sao nằm nhà thương mà phải trả tiền nhà thương, rồi bà ta ký giấy đi ra đó. Và cũng bà ta nữa, lần cháu bà ta bị lưng cục gì đó mà nhờ cái xe lăn ở đó không cho mượn. Cô nói cho con cắt ngang lời cô ha, nhằm khi á, miễn con nói sự thật ra á, thì các bạn hay là cô bác nói con là bưng bít. Cái này là con đi từng đi từ bệnh viện Từ Dũ, con đi khám thai rồi bệnh viện Chợ Rẫy, con nuôi tất cả bà con ở dưới quê. Tại vì sao? Những cái giấy tờ hồ sơ gì con biết, con đi lanh lẹ con đi giùm cho bà con. Thì đây là con nói sự thật, có xe đẩy, có y tá, có bác sĩ chăm sóc rất là nhiệt tình bác à. Không biết tại sao mà trong thời điểm đó mà cô đó nói như vậy thì con không đồng ý cái chuyện này. Nhằm con nói cô nghe nè, để con kể vụ mà nằm la liệt thì để cho con nói cái thằng này. Bà con ở miền Tây mình khổ lắm, ở quê còn cầm một cái bảo hiểm đúng không, thì đi lại bệnh viện mà huyện khám bệnh đi không chịu, từ đây bắt xe đò đi lên trên thành phố bắt số mà đi. Cô biết đi giờ nào không? Đi chiều hôm nay thì tới chển là 4 5 giờ sáng, thì 4 5 giờ sáng bác sĩ đâu có mở cửa, có phải cô phải trải chiếu ra cô nằm đó đặng mà cô chờ bắt số không đó, vì cái chỗ mà người ta chờ đó đó. Rồi ở đầu đó, nằm la liệt. Rồi hai nữa cái khổ là cái gì nè, cái người dân Việt Nam mình đó, không chịu thay đổi, mà khi mà nhà nước thay đổi thì cứ kêu gào nó nhà nước làm xấu. Thì con nói cô nghe gì, có phải một người mà mình bệnh đó, là một người đi nuôi không, rồi khi mà mình bệnh đó mình nuôi đó là người đó là chỉ ở ngoài thôi, là còn bao nhiêu để cho bác sĩ chăm sóc. Mà khổ một cái là cái người dân Việt Nam mình đó, yêu cầu một người bệnh thôi 5 7 người chạy theo, mà chạy theo không có chỗ nằm, mà trong bệnh viện nó rất là đông vậy, có phải chạy chiếu đồ nằm ở ngoài không cô đúng không? Ở bên Mỹ này không có chuyện như vậy Thì con, đó, nó thì không có mỗi pháp đất luật nước như nó vậy, khác khi mà nhau điều trị cô biết là không. ICU đó đó, thành ra một người đó thôi, rồi sau khi ra phòng rồi được quyền thăm, và thăm có giờ có giấc, mà thăm không có ồn ào nữa, không có ấy, rất là im lặng lắm. Để con nói cô nghe nè, có những cái tầng cũng như bệnh viện Chợ Rẫy đi, có cái tầng từ tầng từng tầng 2 đi lên đúng không, tới giờ thì cho lên lên rồi là bắt đầu lên rồi hết giờ đó đuổi gia đình xuống hết, chỉ duy nhất một người ở lại coi coi bệnh nhân thôi, thì đâu có nằm la lết đâu. Những cái người mà 5 6 người đó nằm la lết là cô biết đó, ở dưới tầng chạp đó, cái tầng bệnh viện Chợ Rẫy mà tầng chạp đó, giờ không lẽ giờ người ta rất là người ta hà tiện tiền, người ta nghèo mà người ta đâu ra bệnh viện, người ta ra khách sạn nằm đâu đúng không, thay vì những người Mỹ thì ta ra mướn khách sạn 200 ngàn 5 6 người ngủ, mà họ không chịu, họ cứ chạy chiếu nằm trong bệnh viện vậy đó, nằm cho đỡ tốn tiền đó, có phải là nằm la lết là gì không Thì như vậy mới có cơ hội, con? như vậy mới có cơ hội cái những người mà chống cộng cực đoan đó, họ sẽ tung lên mạng rằng bệnh nhân không vào được, nằm la Thì liệt. đó, bởi vì là những cái người mà nằm đó là những người mà người nhà người ta đi nuôi bệnh nhân, chứ không phải là những bệnh nhân mà nằm ở bên ngoài như vậy. Khổ đến nỗi là như vậy đó cô. Đó. Dạ.
Vậy hôm nay cô thấy thì con giải thích cũng gì rất cảm ơn con là được giải mã như vậy để cho những người họ xem và họ hiểu thêm. Dạ. Đó là tự vì họ chỉ nhìn như vậy và họ sẽ nói rằng là bệnh nhân nằm la liệt rồi không có vô được gặp bác sĩ này nọ kia kia nọ, thì cái đó là cùng một lời là con cũng giải mã ra được cho cái người Dạ. cộng đồng hải ngoại, Dạ. họ sẽ hiểu biết Vậy thêm đó, con như điển hình như